Giờ này chúng ta sẽ tìm hiểu người dân Ấn Độ họ đón mừng lễ hội Holi như thế nào. Happy Holi! Happy Holi! Lễ hội Holi là một lễ hội mùa xuân của người theo đạo Hindu ở Ấn Độ và Nepal. Lễ hội này rất là lớn và lớn đứng thứ nhì của Ấn Độ. Và lễ hội Holi còn được gọi là lễ hội màu sắc hay là lễ hội chia sẻ tình yêu. Năm nay, năm 2022, lễ hội Holi kéo dài 2 ngày vào ngày 17 và ngày 18 tháng 3 năm 2022. Vào ngày đầu tiên của lễ hội, người dân họ dựng một tháp gỗ và một vị thần linh trên đỉnh tháp gỗ đó để cúng bái. Đây là những người dân họ dâng trái cây, gạo, bột ngũ cốc, sữa, đèn, dầu thơm, v.v. để cúng bái các vị thần linh. Tối đêm nhân đây, những người dân họ sẽ tụ tập đông hơn và họ sẽ nghi lễ cúng bái các vị thần linh và cầu nguyện cho những cái xấu xa trong con người của họ sẽ bị trừ khử đi khi ngọn lửa bắt đầu bốc cháy. Và buổi sáng hôm sau thì ngọn lửa này sẽ được đốt lên. Đây là những phân bò khô mà người dân họ đã một lòng thành kính đi từ ở chợ mua về để dâng lên cho các vị thần linh. Và sáng hôm sau thì những cục phân bò này cũng sẽ được đốt theo. Đây là một cặp vợ chồng dùng nước để rải lên cúng dường các vị thần linh. Ngoài cúng dường nước thì chúng ta thấy người đàn ông này đã đem những cái bột màu để cúng dường cho các vị thần linh. Và ngày hôm sau thì chúng ta sẽ thấy những người dân Ấn Độ họ thường hay trét màu vào nhau và té màu vào nhau, té nước vào nhau. Lễ hội Holi cũng là lễ hội đón mừng năm mới của người Ấn Độ và đây là một lễ hội trong dịp mùa xuân rất là quan trọng của người Ấn và đánh dấu cho việc từ mùa lạnh chuyển sang mùa nóng tại Ấn Độ. Lễ hội Holi có rất nhiều ý nghĩa mà nổi bật nhất là việc đánh dấu mùa xuân, năm mới. Mùa xuân là một lễ hội về nông nghiệp, lễ hội mừng mùa bội thu và mùa xuân, thu hoạch tốt và đất đai màu mỡ. Những người Hindu tin rằng đó là một khoảng thời gian để tận hưởng màu sắc phong phú của mùa xuân và nói lời tạm biệt với mùa đông. Đối với nhiều người theo đạo Hindu thì lễ hội Holi đánh dấu sự khởi đầu của năm mới cũng như một dịp để thiết lập lại và làm mới lại mối quan hệ đã tan vỡ và những cái xung đột thì kết thúc và giải thoát bản thân họ bởi cảm xúc dơ bẩn của tạp chất tích lũy từ quá khứ, giống như trong Phật giáo là pháp sám hối, pháp làm mới. Đây là một cái ngọn tháp cuối và người ta họ đang trang trí rất là công phu và đã gần như hoàn thiện. Và các người phụ nữ thì họ đang thành kính cúng dường lên các vị thần
những cái phẩm vật mà người ta họ thường hay sử dụng hàng ngày. Và sáng hôm sau thì cái ngọn lửa này sẽ được bùng cháy đốt lên. Ngọn lửa quả thật là một biểu tượng nhắc nhở ta về sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Và cũng như ngọn lửa này đã thiêu cháy những cái xui xẻo. Và ngày hôm sau thì ngọn lửa này đã nguội xuống, thì mọi người họ bôi tro lên trán. Đây là một tục lệ vẫn được một số người tuân theo. Và cuối cùng thì bột màu đã được sử dụng để tổ chức lễ Holi cho ngày thứ hai của ngày Tết người Ấn Độ. Tối đêm đầu tiên của lễ hội thì đống lửa được thắp sáng trong một buổi lễ được gọi là Dahan. Và mọi người tụ họp lại gần đám lửa, hát, nhảy múa. Và ngày hôm sau thì lễ Holi còn được biết đến như là Duli trong tiếng Phạn, được tổ chức. Và trẻ em thanh thiếu niên phun bột màu vàng nhau, cười và ăn mừng, trong khi người lớn thì bôi bột màu thô trên khuôn mặt của nhau. Khách đến thăm nhà thì được phun màu sắc, và sau đó thì được phục vụ bởi các đồ ăn đặc trưng của Holi, món tráng miệng và đồ ăn uống. Bên Ấn Độ thì đa số người ta họ thích ăn ngọt và người ta họ thích dùng sữa. Sau khi chơi với màu sắc và dọn dẹp tắm rửa xong thì họ mặc áo sạch sẽ và bắt đầu là đi thăm bạn bè và chúc tụng vào nhau. Happy Holi. Ngày thứ hai của lễ hội thì tất cả mọi người dân đều được bôi bột màu vào nhau. Và vào dịp lễ hội Holi này thì người dân Ấn Độ cũng ném bột vào nhau, thể hiện cho sự tự do và không phân biệt giai cấp. Giai cấp vốn tồn tại trong xã hội từ trước đến nay, và hiện giờ thì có 4 giai cấp. Okay.